Santa Fe 2020 thì nâng cấp màn hình gì được anh em? Đây là chiếc Santa Fe 2020. Mình sẽ lên một cái màn hình 13,2 inch này, to và dài như thế này, nhìn nó đẹp hơn khi mà các bác lắp cái màn 9 inch và 10 inch lên trên này đúng không ạ? Và với cái màn này thì là màn kèm cam 360 này, các bác có đầy đủ cái cam quan sát toàn cảnh như này. Đây ví dụ mình xi nhan bên trái này, sẽ hiện cái lốp bên trái này để khi mà mình lên lề này, bên phải này và lùi này. Đấy, đặc biệt là chị em phụ nữ khi mà mới lái xe này hoặc là lùi chuồng này, không biết là hướng mình đi đến đâu hoặc là chảo vô lăng nó có đúng hay không này. Đây, các bác thấy chưa? Sẽ có vạch đánh lái theo xe luôn nhá các bác nhá. Đấy, sẽ có căn bớt đánh lái theo xe này. Và với màn Android thì không thể thiếu được những cái chức năng như là ra lệnh giọng nói đúng không các bác? Mở video nhạc trẻ remix. Đang mở video nhạc trẻ Remix. Rất đơn giản đúng không các bác? Chỉ cần ra lệnh giọng nói thôi. Tất cả mình đều sử dụng phím trên này được hết này. Đi đến sân bay Nội Bài. Đang chỉ hướng đến sân bay Nội Bài. Mà điều đặc biệt là khi các bác nâng cấp màn này với màn TechPad này thì sẽ được tặng kèm VietMap Lite luôn các bác nhá. VietMap Lite này dùng quá là tiện ích luôn, cập nhật có cả cập nhật khi mà các bác mà có cái hệ thống tắt đường nha các bác nhá. Các bác nào mà đang sử dụng những cái dòng xe Santa Fe như thế này thì các bác muốn nâng cấp màn thì các bác hãy nhớ tới Agala các bác nhá.